Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên, cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng 30 tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi đến cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, sau sự kiện bầu trời máu liên tiếp tại Chiết Giang, Phúc Kiến, sông Lili ở Quảng Tây lại bất ngờ chuyển sang màu đỏ như máu, bầu trời và sông nước đều biến thành bể máu. Phải chăng dị tượng 300 năm trước tái hiện, báo hiệu điểm chẳng lành? Quý vị thân mến, cổ nhân nói thiên nhân hợp nhất, ông trời giáng xuống dị tượng hẳn đều có nguyên nhân. Văn hóa truyền thống tin rằng mỗi một sự việc xảy ra đều là biểu hiện của luật nhân quả. Trung Quốc những năm trở lại đây, đặc biệt là những tháng đầu năm 2023 này, xuất hiện rất nhiều dị tượng. Dựa trên những ghi chép trong lịch sử, chúng ta có thể hiểu tại sao dân tình lại lo sợ có thảm họa nào đó mỗi khi có sự việc hiếm gặp bất thường xảy đến. Sau trời máu lại xuất hiện sông máu bất thường, dân mạng nghi Trung Quốc sắp có biến lớn. Vào sáng hôm qua, người dân huyện Điền Lâm, tỉnh Quảng Tây bất ngờ phát hiện nước sông Lê Ly chuyển sang màu đỏ như máu. Ông Ly, người đã sống ở huyện Điền Lâm 30 năm, nói với các phóng viên rằng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy nước sông Lê Ly chuyển sang màu đỏ. Chuyện kỳ lạ này không biết sao, nhưng ông nói rằng dòng sông không có mùi gì đặc biệt. Nhiều người lo lắng rằng nước sông có vấn đề, nhưng Cục Môi trường Sinh thái huyện Điền Lâm đã lấy mẫu nước và kiểm tra cho hay không có phát hiện điều gì khác thường. Các sinh vật nước và kim loại nặng đều nằm trong giới hạn bình thường. Sau đó một ngày, Ban Tuyên truyền huyện ủy Điền Lâm cho biết các bộ phận liên quan sau khi điều tra sơ bộ cho rằng sông Lê Ly chuyển sang màu đỏ là do thuốc nhuộm gây ra. Thông tin này đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng Trung Quốc. Một số người đặt câu hỏi, chất thải nào có thể khiến sông chuyển sang màu đỏ chỉ qua một đêm? Cũng có người bình luận rằng, trước đó chuyện bầu trời Chiết Giang đỏ như máu, bây giờ đến nước sông đỏ như máu. Những thiên tượng khác thường là điểm không tốt, chắc Trung Quốc sắp có biến lớn. Trong lịch sử Trung Quốc, hiện tượng tương tự cũng đã xảy ra nhiều lần, trong đó sử sách đều nhắc tới tai họa. Học giả kinh phòng đời Hán viết trên khảo trong một cuốn sách. Ông từng giải thích trong sách về thiên tai rằng sông có màu đỏ, ngục tù có ân oán, hận thù, hành quyết oan khiến sông chuyển màu đỏ. Trong sách Dị Hậu cũng giải thích nước tự đỏ, ánh sáng như máu, đất nước có đổ máu. Sách Dị Truyền cũng ghi vua ham rượu chè, dâm dục, người hiền xa lánh, đất nước lâm nguy, nước chảy màu máu. Ý của những đoạn văn trên nghĩa là khi nước sông chuyển sang màu đỏ thì ắt đất nước có biến cố đổ máu. Đó là thường khi đất nước sa đọa, người hiền đức tài năng vì bảo toàn tính mạng buộc phải ở ẩn. Hệ quả tất yếu khi những kẻ vô đạo cầm quyền là thảm họa xã hội tràn lan, tranh quyền đoạt lợi, leo thang về chính sách xã hội bất công. Tóm lại, trong lịch sử nước sông chuyển sang màu máu là điềm báo của chiến tranh loạn lạc. Không chỉ có sông máu, trước đó, xã hội Trung Quốc đã lan truyền hình ảnh và video cho thấy bầu trời thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang bất ngờ chuyển sang màu đỏ thẫm, trở thành chủ đề thịnh hành nhất trên Weibo. Chưa hết, vào tuần trước, bầu trời Phúc Châu, Phúc Kiến lại đỏ như máu. Cư dân mạng cho rằng đây là điềm báo không lành như sắp có thảm họa máu xảy ra. Đây là điềm báo dữ sắp xảy ra tai họa đẫm máu, oán khí cao ngất trời. Đây là bầu trời máu, nó xuất hiện một lần vào thời nhà Minh. Sau đó, sản lượng ngũ cốc bị giảm sút, không thu hoạch được ngũ cốc và nhà Minh diệt vong. Thấy cuộc thảo luận ngày càng sôi nổi, càng nóng, quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức đứng ra bác bỏ tin đồn. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tờ Thời báo Hoàn Cầu ngay sau đó đã dẫn thông tin từ văn phòng khí tượng Trung Sơn cho rằng bầu trời đỏ là hiện tượng khúc xạ và tán xạ ánh sáng, rất có thể từ đèn tàu đỗ trong cảng. Đó là một hiện tượng bình thường, nhưng cư dân mạng hoàn toàn không đồng ý. Họ tới tấp lên tiếng rằng các chuyên gia đều không thể biện ra hơn được nữa rồi. Nó chuyển sang màu đỏ vì một chiếc thuyền, làm sao có thể?
tôi ở trong khu cách ly Thượng Hải cũng biết rằng chẳng phải bây giờ đang là mùa cấm đánh cá sao? Tại sao vẫn có thuyền đánh cá ra khơi? Hơn nữa ánh đèn của nó có thể làm cho cả bầu trời rực đỏ tươi. Nào, các chuyên gia hãy biểu diễn xem nào. Tứ khố toàn thư, dị tượng bầu trời máu báo hiệu đại hạn, việc binh khẩn cấp. Theo ghi chép lịch sử vào cuối thời nhà Minh, sau khi hoàng đế Sùng Trinh lên ngôi, dị tượng bầu trời đỏ như máu đã xuất hiện khắp Thiểm Tây. Theo Hà Nam Tục Quận Trí, năm Sùng Trinh thứ nhất đời nhà Minh, năm 1628, cả bầu trời Thiểm Tây đỏ như máu. Năm thứ 5, nạn đói lớn, năm thứ 7, lũ lụt, hoặc cũng trong năm thứ 7, nạn châu chấu mùa thu và nạn đói. Tháng 9, năm thứ 8 ở Tương Dương hạn hán, Lạc Dương lũ lụt, nhà cửa đều bị ngập nước. Năm thứ 9 hạn hán và châu chấu, mùa thu năm thứ 10, mùa màng không có thu hoạch. Mùa hè năm thứ 11, châu chấu bay che kín bầu trời. Năm thứ 13 hạn hán, năm thứ 14 hạn hán, sách Tứ Khố Toàn Thư có một cách giải thích sâu hơn về sự kiện này. Canh năm ngày 25 tháng 3, năm Sùng Trinh thứ nhất 1628, cả bầu trời Thiểm Tây đỏ như máu, giờ Tị dần chuyển sang màu vàng, mặt trời bắt đầu xuất hiện, chiêm tinh gọi là xích sảnh hay còn gọi là tai họa đỏ sẽ xảy ra đại hạn, việc binh khẩn cấp, năm đó dập Bạch Thủy là Phương Nghị tạo phản. Bầu trời đỏ như máu báo hiệu vận mệnh đất nước của một triều đại. Người xưa cho rằng màu đỏ chủ với binh đao và mất mùa, nên trăng máu và bầu trời có màu máu được coi là điểm báo tai họa, nhất là tai họa chiến tranh hạn hán. Lý Thuần Phong đời Đường viết tắt trong Ất Tỵ Chiêm Răng. Khi luồng khí đỏ bay ra khỏi con tàu, bầu trời trong vòng một năm sẽ có người tự lập làm vua. Khi đỏ như máu khắp nơi là dấu hiệu đổ máu. Khí đỏ bao trùm mặt trời như ánh sáng máu, hạn hán khốc liệt, dân chúng đói khổ, đất đỏ ngàn dặm. Mây đỏ vây quanh ở trên bảy hướng đông tây, quốc gia triệu binh đao. Khí đỏ xoáy xuống rồi dừng, ở dưới có binh đao đổ máu. Cổ kim đồ thư tập thành thời nhà Thanh dẫn sách Quản Quy tập yếu và Thiên Biến sắc chiêm nói rằng bầu trời vốn nhẹ và trong, nếu biến đổi thành màu đen tối thì quân chủ không sáng suốt. Nếu biến đổi thành màu trắng nhợt nhạt thì có nỗi buồn tang tóc. Nếu đỏ như máu lửa thì nổi binh đao thiên hạ đại loạn. Hiện tượng thiên văn này đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử Trung Quốc và hầu hết đều xuất hiện vào cuối triều đại. Chúng ta sẽ cùng điểm qua những ghi chép liên quan trong sử sách Trung Quốc. Theo ghi chép của Tư Trị Thông Giám vào năm 1101, Tống Huy Tông đã thay đổi niên hiệu là Kiến Trung Tĩnh Quốc. Kết quả ngay ngày hôm sau, ban đêm xuất hiện dị tượng khí đỏ khắp trời. Vùng khí đỏ xuất hiện ở phía đông bắc, kéo dài về phía tây nam, ở giữa có luồng khí trắng. Khi khí sắp tiêu tán lại có điểm đen xuất hiện bên cạnh. Nhâm Báo Vũ, đại thần can gián lúc bấy giờ cho rằng khí đỏ phát sinh từ bóng tối của đêm tối là một dấu hiệu không may mắn của việc âm can thiệp dương. Âm Báo Vũ cho rằng triều đình là dương, cung cấm là âm. Trung Quốc là dương, nước ngoài là âm, quân tử là dương, tiểu nhân là âm. Vì vậy, khí đỏ xuất hiện vào ban đêm là điểm xấu. Đạo tiểu nhân tăng trưởng, đạo quân tử tiêu tan, khởi mưu cung cấm, kẻ dưới can thiệp bề trên. Đồng thời, bởi vì khí đỏ này, sau khi tiêu tán thành khí trắng chủ về việc binh đao. Do đó, đây cũng chính là dấu hiệu binh đao di địch xâm chiếm Trung Nguyên. Theo Tống Sử vào tháng 11, Nhuận năm Tĩnh Khang thứ nhất, khi quân Kim tấn công Biện Lương, tuyết rơi dày sâu khoảng 3 thước và thiên tượng khí đỏ khắp trời cũng xuất hiện. Sau đó kinh đô thất thủ, triều đại Bắc Tống diệt vong. Dưới thời trị vì của Hoàng đế Nguyên Thuận, vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Nguyên đã có rất nhiều dị tượng khí đỏ khắp trời. Theo Tân Nguyên Sử ghi chép, tháng 7 Kỷ Tỵ năm Chí Chính thứ 21, ở phía tây bắc Tân Châu Lộ Ký Ninh có khí đỏ bao phủ bầu trời như máu hơn một canh giờ mới tiêu tan. Tháng 9 Quý Mùi năm thứ 24, phía tây bắc huyện Bình Tấn Ký Ninh đến đêm trời đỏ nửa bầu trời, một lúc tan theo hướng đông. Theo ghi chép công khai vào tối ngày 10 tháng 9 năm 1775, Càn Long thứ 35, bầu trời Bắc Kinh, Sơn Đông và Sơn Tây đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu, kéo dài suốt 9 ngày. Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản đều ghi nhận hiện tượng bầu trời chuyển thành đỏ máu.
đêm ngày 28 tháng 7, trời đỏ một vùng phương Bắc, nghĩa là phía Bắc bầu trời, có màu máu là điểm G, giải mã dị tượng. Theo ghi chép của các sử sách trên thì trời đỏ không phải là điểm lành mà là điểm báo vận mệnh của đất nước hay nguy cơ của thiên hạ, tình trạng quân vương và sự sụp đổ của chế độ. Ngoài ra, dân gian Trung Quốc cũng có những người bói toán tiến hành bói toán cho hiện tượng trung sơn này. Một blogger bệnh lý là Tam Đồng Tiền đã đăng rằng ông đã sử dụng bát quái để bói một quẻ cho vấn đề này. Quẻ tượng là Sơn Phong Đồ, quy hồn quái. Ông giải thích ý nghĩa là con sâu chui vào trong đồ chứa tiến thoái lưỡng nan, có thể đối ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc. Sơ hào tài động hoa không có nghĩa là người dân bình thường về cơ bản sẽ cạn sạch tiền trong vòng một năm, ngoại trừ một số ít người giàu có tiền tiết kiệm. Tam hào chu tước quỷ chiêm vượng có nghĩa là trong một năm tới, dù là kiện ly hôn hay kiện kinh tế đều bùng nổ, dịch bệnh hay thiên tai khác trong vòng một năm sẽ không thực sự rút lui và kinh tế sẽ không thể hồi phục trong vòng một năm. Tứ hào câu trần tài lâm vượng có nghĩa là giá nhà sẽ không giảm trong một năm tới, không tăng cũng là tốt rồi. Không loại trừ khả năng bất động sản cũng sẽ được sử dụng để thúc đẩy GDP. Còn cuối cùng, ngũ hào lâm phụ chiêm không, lục hào lâm ứng vi huynh. Blogger này cười và nói đây là thiên hào thiên cơ không thể tiết lộ. Quý vị thân mến, do dị tượng vẫn đang liên hồi xảy ra ở Trung Quốc, ứng với sổ sách sau mỗi dị tượng Trung Quốc đều có đại nạn. Có lẽ chúng ta không ai mong muốn những điều bất hạnh, mong rằng mọi người trên thế giới đều được bình an mạnh khỏe, đạo đức truyền thống thăng hoa trở lại. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!